Elon Musk và Mark Zuckerberg có thể so găng ở Dome. Đấu trường La Mã nổi tiếng, Colosseum tại Dome nhiều khả năng sẽ là sàn đấu chứng kiến cuộc so tài lịch sử giữa hai tỷ phú công nghệ Elon Musk và Mark Zuckerberg. Tỷ phú Musk vừa tiết lộ, cuộc so găng giữa ông và Zuckerberg sẽ được tổ chức theo phong cách đấu trường La Mã và được truyền trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội X, tức Twitter cũ, và Facebook. Trong bài đăng trên tài khoản X chính thức, Musk nói rằng cuộc đấu sẽ do công ty của ông và Zuckerberg tổ chức, thay vì UFC, Liên đoàn Võ Tự Do. Giám đốc điều hành của Tesla cho biết thêm, những gì xuất hiện trên màn hình sẽ là khung cảnh của đấu trường La Mã. Một địa điểm đậm chất sử thi, đồng thời khẳng định ông đã nhận được sự đồng ý của Thủ tướng và Bộ trưởng Văn hóa Italia. Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ trận so tài này. Ông Carlo Calenda, cựu Bộ trưởng Công nghiệp Italia cho biết, tôi thấy thật kinh ngạc khi di sản văn hóa Italia lại được cung cấp cho hai tỷ phú muốn nuông chiều bản thân như những thanh thiếu niên ngốc nghếch. Có những thứ đơn giản là không phải để bán. Một trong số đó là phẩm giá và lịch sử của một quốc gia vĩ đại. Ông Calenda nói. Sau đó ít lâu, Bộ trưởng Văn hóa Italia, Gennaro Sangiuliano thông báo đã nói chuyện với Elon Musk về việc tổ chức sự kiện này. Ông Sangiuliano khẳng định địa điểm tổ chức sẽ không phải là Dome. Trận đấu sẽ không diễn ra ở Dome. Trên hết, một số tiền đáng kể trị giá nhiều triệu euro dự kiến sẽ được quyên góp cho hai bệnh viện nhi quan trọng của Ý, để tăng cường cơ sở vật chất và nghiên cứu khoa học nhằm chống lại các bệnh ở trẻ em, ông Sangiuliano tuyên bố.